Đời người cũng vậy thôi, chúng ta không chết vì phải đối mặt với gian lao thử thách, mà chúng ta chết vì những lời nói. Có lời nói mà tôi không có đi tu nữa đâu. Sao vậy? Đến gặp cái bà đó tôi không gặp đâu, rồi nghỉ tu luôn. Chỉ vì một câu nói đầy nghiến, sỉ nhục, thế là mình mang ở trong tâm, và cuối cùng mình chết vì điều nhỏ nhặt. Chúng ta nghe bài pháp này, chúng ta hãy biết rằng cái cuộc sống này đừng đem những cái điều đó vào tâm. Ai đem vào tâm thì sanh ra bệnh tật, phiền não, đạo điệt. Tất cả chúng ta hoan hỷ, từ bi, sống với tứ vô lượng tâm an lạc. Cho nên bão lũ miền Trung biết bao nhiêu người, người ta không đi được, người ta cũng đóng góp cái tấm lòng vô. Những em bé không ăn sáng, 10.000 của em bé đó bằng 1.000.000 của chúng ta. Nhìn ăn sáng kiếm cơm ngồi nó ăn, con đưa 10.000 để đi ủy lạc miền Trung, đó là tấm lòng vàng. Quần áo mới chưa mặc để đem đi cho, vì sư phụ dạy là hãy bố thí những vật khả ý, ta sẽ được những điều khả ý. Hãy cho những cái điều mình quý, chứ không phải cho cái thứ thừa mứa vất đi. Chúng ta sẽ được lại những điều quý giá trong cuộc đời. Cuộc sống này cái gì mình vất đi đó thì mình mới đem đi cho. Cái đồ quá đắt á, mình lấy bút mình bôi bôi mình đem đi bán. Cho nên cái cuộc sống mình sẽ đón lại những cái điều xấu xa, những điều bệnh tật, dối gian. Tại vì nhân quả rất là công bằng. Đem ra cho cuộc đời cái gì mình đón nhận cái đó. Sư nói thật với các vị đó, sư mới nói với Đức Tâm nè. Đức Tâm biết không, sư bệnh á, 3 tuần lễ nay, những ngày là cái chân của sư bên tay phải, chân không đi được đó. À, vậy mà có ai biết sư bệnh đâu. Và lên đây rồi ngồi nói chuyện với các vị, cái tâm của sư đã thơi thới, phải đem lại những điều hoan hỷ nhất, hạnh phúc nhất. Cuộc đời này không gì bằng là được nói những lời lành, cho nên rất hạnh phúc. Không có gì để mà buồn phiền. Mình nhìn người mù lòa câm điếc, mình nhìn người chết chấp ở miền Trung, mình còn muốn gì hơn nữa. Mình quá hạnh phúc. Cho nên mình hãy biết rằng cái cuộc sống này mình đừng đem những cái điều chết ở trong tâm xấu xa đen tối mà ban cho người khác, rải cho người khác. Cái gì mình không thích đừng đem đến cho người. Cho nên người ta nói còn được cái còn sống đây là mừng rồi. Quê hương miền Trung à, quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung. Cái người miền Trung thành tâm lắm, họ khổ nhiều rồi, họ cũng phải chắt bóp từng đồng, bởi vì thiên tai nó đến hoài à. Cho nên họ phải gì? Tiết kiệm hơn chúng ta. Mình đừng có chê người ta keo, người ta không keo đâu. Người ta phải cẩn thận, bởi vì ngày mai bão lũ đến rồi, lấy tiền đâu mà mua tôn mà sửa nhà. Cho nên cái người miền Trung họ tiêu xài kỹ lưỡng hơn chúng ta. Ví dụ cái vùng đất nó hình thành cái tính cách của con người. Rồi mình vung tay mình tiêu như thế này nè, mình có nghĩ đến nhân quả không? Mình tiêu cho mình hay mình tiêu cho lợi ích chung của cuộc sống, xã hội, con người? Cho nên con người ta không chết vì bệnh mà chết vì tiền cũng rất nhiều. Có một buổi sáng tháng 4, một tờ báo đưa tin một cụ già đã ngoài 70 tuổi nhập viện vì bệnh cũ tái phát. Trong quá trình nằm viện, ông không thể ý thức được việc tiểu tiện của bản thân. Đứa con trai hiếu thảo chăm sóc cho bố, thay áo quần cho bố. Bây giờ tìm được đứa con trai mà chăm sóc vậy hiếm có lắm, các vị thấy không? Có nhiều cha mẹ bệnh mà không dám phiền tới con. Còn mình đâu, không dám nói với con là mình đâu. Sợ làm phiền đến con, sợ con buồn, mà cắn răng chịu đựng. Ở đây đứa con trai này nè, trời ơi, khổ nhất là thay tiểu, thay tiện nó chứ, mà lo cho cha, tận tình, hiếu thảo. Cái quần áo đã quá dơ, nó quá dơ là vì là nó phóng uế từ trên xuống dưới. Cho nên anh ta quyết định là vứt cái bộ đó vào sọt rác. Mà lúc đó ba là mê man,
nhập viện là ba mê man. Cho nên quần áo nó dính tất cả những cái gì mà dơ giấy. Cha anh ta quyết định vất cái bộ đồ đó đi mà thay bộ đồ mới cho cha. Vài ngày sau bớt bệnh, ông được xuất viện về nhà, mới nói với con rằng ở trong túi, trong bộ đồ đó, ba có để trong đó mấy chục triệu đồng. Mà đứa con nó lúc đó nó cho chăm sóc ba, nó không kiểm tra túi áo. Con trai nó cũng là cẩu thả, cái phụ nữ là chắc phải mò trong mấy túi áo có cái gì không mới đi mới vứt. Còn đứa con trai này nó vứt sớm chừng nào đỡ hôi chừng đó, nó luyện. Giờ ba nói trong có mấy chục triệu, thế thứ ba con không có để ý. Nhưng mà người cha đã nghi con lấy cắp. Anh con trai lật đật chạy vào bệnh viện, lục soát vào trong cái những cái sọt rác, bộ đồ của cha vẫn còn nhưng tiền đã mất. Người cha quá tức giận nên thề không ăn uống tuyệt thực, can ngăn cách mấy cũng không được. Kết quả chỉ sau vài ngày ông qua đời vì kiệt sức. Ông lão sống đến tuổi thất thập cổ lai hy không chết, bệnh tật không chết, nhưng mà tức đứa con mà chết. Như vậy chết là do cái gì? Tâm sân mà chết. Vậy trong cuộc đời này có nhiều thứ do tâm của mình lắm. Sao giàu mà ta nói từ trọc phú kèo quá đó, cũng là mang cái bệnh. Bệnh ki bo, bệnh bủn xỉn. Ki bo bủn xỉn là bệnh tham, bệnh si, ôm tiền mà chết. À, vậy càng giàu bao nhiêu càng ban bố cho dân đi, không bao giờ mất, nó sẽ trở lại chúng ta nhiều hơn như thế. Nhân quả mà. Cho nên ông này quá ki bo bủn xỉn. Như một ngày kia, cái kho tiền của ông bị ăn trộm lấy mất. Ra giữa đường phố gào thét, khóc lóc, tiếc quá trời luôn các vị, đúng không nào? Cho nên người ta mới hỏi ông rằng cái tiền đó ông dùng được bao nhiêu rồi mà bây giờ ông khóc dữ vậy? Trời ơi, tôi cất để dành mỗi ngày đều ngắm chưa dám dùng một đồng nào, mà bây giờ anh trộm lấy hết của tôi rồi. Thì cái người đó mới nói là tiền đối với ông chỉ để ngắm, thì mỗi ngày cứ đến cái kho tiền ngắm là được rồi. Trong kho có tiền hay không có tiền cũng vậy mà thôi. Tại vì đâu có lấy tiền làm gì đâu, để ngắm. Thì cái ngắm cái kho có hay không có cũng như nhau. Ý muốn nói rằng con người có tiền, có của mà không làm được những điều lợi lạc thì còn thua cái người không có tiền. Cho nên chúng ta phải biết trong cuộc sống này được ban bố, được cho đi, có của để cho đi, đó là niềm hạnh phúc lớn lao.